Năm 2017, ngôi sao của Napoli Dries Mertens đã có pha ăn mừng bàn thắng rất khó đỡ sau khi sút tung lưới AS Roma. Sau khi Milik dính chấn thương đầu gối nặng hồi đầu mùa, Mertens đã được huấn luyện viên Sarri sử dụng như một tiền đạo cắm và lập tức bùng nổ sau khi bàn vào lưới Roma. Mertens đã có pha ăn mừng rất khó đỡ. Cầu thủ người Bỉ chạy lại cột phạt góc, bò ra và nhái động tác đi tiểu của chó. Pha ăn mừng này lập tức gây sốt trên mạng xã hội Twitter. Tuy vậy, vẫn chưa ai rõ tại sao Mertens lại làm như vậy. Đến cầu thủ nam cởi áo còn bị phạt mà các chị chơi lớn quá à. Làm thì mình làm sơ sơ thôi. Làm quá nó lố lăng, làm quá là nó ố về. Giờ thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Vũ điệu ăn mừng không cánh nhảy dây, vừa độc lạ lại còn heo thì. Cao nhân nào nghĩ ra cái trò này, xin hãy nhận của tại hạ một lạy. Quá trời quá đất rồi. Thì ra đây là kiểu liệm đi vì phê trong truyền thuyết. Ảo đây. Đù, xì ta gì đây? Thoát vị đĩa đệm hay thoát hóa cột sống đấy anh sai? Xì kêu này xin phép được chê nha. Anh biết kiểu gì cũng ghi bàn nên thủ sẵn cái mặt nạ đây rồi các em ơi. Cờ tới tay là phải phất ngay chứ không thằng khác nó phất giùm thì lại úi xù ui. Vào đội hình ngay và luôn chờ nó máu. Thêm mấy gia nội này nữa, rồi bày binh bố trận cái gì đây? Khó hiểu thật sự. Ăn mừng kiểu ngựa có tiền đúng là khác bọn các bác ạ. Đã phát bay mẹ tháng lương của mình như này thì nhìn nhức hết cả ruột. Mấy thằng hậu vệ nó làm ăn ngon nghẻ quá à, nên thành ra mình lại rảnh VL. Đi xem đá banh mà tưởng đâu lạc vào khu trò chơi cảm giác mạnh. Quải đạn thiệt chứ. Ngày vất tâm là như thế đây. Mấy cha nội này đúng kiểu dừng tấu hài một giây là chịu không nổi hay sao á. Sau này giải nghệ thì đi bút làm rạp xiếc trung ương luôn là hợp lý. Tưởng cởi áo là bị phạt còn cởi quần thì không sao. Nhưng ai mà có dè, vỏ quýt dày là gặp móng tay làm neo. Chuyến này cũ đi chân lạnh toát luôn. Không ấy, mình đừng đá bóng nữa mà chuyển qua diễn hài đi. Á đù, ảo thật đấy. Quả bóng này đang áp dụng định luật lời thì thầm của đá hay gì? Này thì ke đậu, giang hồ hả con? Chuyến này thì xa bờ thật rồi. Cho mày chết. Chết mày chưa? Ai kêu mày ngựa? Mẹ nó cày. Mấy ông độc thân mà đi coi bóng gặp cảnh này chắc ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chưa bỏ về luôn là may. Ờ kìa, cái gì đấy anh trai? Người không thích lại có thích cosplay thành con Chihuahua là sao ấy nhở? Tài không đợi tuổi. Mới bày lớn mà đã như này thì vài năm nữa ra đường dễ bị anh em xã hội đánh lắm đây này.
thấy cưng muốn làm như anh mà đâu có được. Rắc háng bây giờ. Vinahe đã vươn tầm thế giới rồi các anh em ạ. Động tác tuy còn hơi cứng nhưng về cơ bản thì cũng đúng kỹ thuật rồi đấy. Được của nó thật sự. Đủ, Andrew và đồng bọn bác Jane cũng nhanh đấy. Tiếp nối hệ tư tưởng anh khá đây mà. Tầm này cứ phải gọi là mất nấc luôn. Tôi năm nay 70 tuổi nhưng chưa bao giờ thấy quả ăn mừng nào thoang thoang hương thơm thẩm kiểu này. Nhân gian sợ, loài người sợ thật sự. Tao lấy mày. Ôi xồi ôi, lại thêm những đàn em của anh khá ở bên kia bán cầu nữa. Thu đi để lại lá vàng, bảnh đi để lại cả làng Vinahe. Đẳng cấp nó cứ phải là ở cái tầm chất. Đúng người đúng thời điểm là đây chứ đâu. Hiểu nhau như này thì lại quá là amazing good job luôn. Xong trận gặp nhau mình kết thành đôi tri kỷ luôn cho nó máu. Thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.